Chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật khoa học công nghệ sửa đổi. Dự luật này được coi là một bước quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 về phát triển khoa học công nghệ. Nhiều đại biểu đánh giá, hoạt động khoa học công nghệ đã có đóng góp tích cực và quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động này đến nay chưa thực sự giữ được vai trò là động lực cho phát triển kinh tế xã hội, là yếu tố căn bản trong việc đổi mới chất lượng tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Các đại biểu chiều nay đều cho rằng luật khoa học công nghệ sửa đổi phải khắc phục được 4 nguyên nhân tồn tại trong hoạt động khoa học công nghệ lâu nay là cơ chế kế hoạch hóa trong hoạt động khoa học công nghệ, nhu cầu thấp về khoa học công nghệ, nhiều tổ chức còn trông chờ vào sự bảo trợ của nhà nước trong việc đổi mới khoa học công nghệ, chưa có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động và ứng dụng khoa học công nghệ, không thu hút được nguồn lực từ xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ và vấn đề nghiên cứu khoa học công nghệ không gắn với sản xuất. Một số đại biểu cho rằng dự thảo luật vẫn còn nhiều quy định mang quan điểm chỉ đạo chung chung, những điều khoản cần cụ thể lại giao cho Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ và các cơ quan khác ban hành. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung chính sách thu hút nguồn lực nước ngoài về khoa học công nghệ đến Việt Nam làm việc, ban hành những quy định về điều cấm trong hoạt động khoa học công nghệ, chính sách ưu tiên cho cán bộ trẻ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ.